Kể từ mốc son mùng 2 tháng 9 năm 1945, nước ta từ một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, không có tên trên bản đồ thế giới, đã trở thành một nước độc lập tự do. Trải qua biết bao biến động của thời cuộc, với sự đồng lòng, đồng sức, nỗ lực không ngừng của cả dân tộc, Việt Nam đã vươn mình trở thành một quốc gia có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Được thừa hưởng di sản quý báu là hòa bình, là thành quả với biết bao xương máu của các thế hệ đi trước, thế hệ hôm nay luôn nhận thức rõ trách nhiệm để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc với vị thế của đất nước. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế là ngày càng được mở rộng và tăng cường. Từ thân phận của một nước nô lệ và ngày nay thì chúng ta hai lần là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thông qua các hiệp định đa phương, song phương, và điều này thì nó mang lại rất nhiều cơ hội về công việc cho chúng tôi khi mà các làn sóng đầu tư ngày càng chọn điểm đến ở Việt Nam. Mỗi người có thể có những cảm nhận khác nhau về vị thế quốc gia. Đó có thể là sự tự hào về những trọng trách mà Việt Nam đảm nhiệm đối với người này, nhưng cũng có thể là cơ hội công việc khi Việt Nam có quan hệ quốc tế tốt đối với người kia. Nhưng tựu chung lại, vị thế Việt Nam nay đã khác xa so với 75 năm trước. Từ thân phận nô lệ, Việt Nam đã vươn mình trở thành một nước tự do. Từ một quốc gia đói khổ lầm than, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, đang năng động phát triển. Từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã có quan hệ với 189 nước, có quan hệ lâu dài với 30 đối tác chiến lược toàn diện. Từ một quốc gia bị giày xéo bởi chiến tranh, Việt Nam hai lần đảm nhận trọng trách của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là địa chỉ cho hòa bình và góp phần kiến tạo hòa bình. Trải qua 75 năm, đất nước chưa bao giờ có được vị thế như ngày hôm nay. Ngành ngoại giao là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào kỳ tích ấy. Nhưng đó cũng là công sức của cả dân tộc. Những con người nhỏ bé đã đánh thắng các thế lực cường quyền, làm nên tư thế kiêu hãnh của dân tộc khi hội nhập với thế giới. Cũng chính những con người ấy, trên mỗi lĩnh vực của mình, đã góp phần để hai tiếng Việt Nam vươn xa. Tôi rất vui vì Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi có các sĩ quan Việt Nam làm việc. Họ rất chuyên nghiệp, được huấn luyện rất tốt và rất nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong bất cứ thời điểm nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoại giao là nhiệm vụ của cả đất nước. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã xóa mờ khoảng cách, khiến mỗi hành động nhỏ đều có thể tác động đến hình ảnh quốc gia. Và thực lực trong ngoại giao xuất phát từ sự nỗ lực của mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cá nhân và tổ chức. Thực lực cứng của chúng ta đó tức là cái sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về quốc phòng rất quan trọng, luôn luôn phải bồi đắp cho nó. Và chúng ta có một cái thực lực rất lớn là thực lực mềm. Thứ nhất là cái truyền thống lịch sử, cái văn hóa của Việt Nam, cái văn hóa nghìn năm của Việt Nam, bao gồm là cái tinh thần bất khuất, anh hùng, rồi cái tinh thần đoàn kết, cái tính nhân văn. Thế giới không còn chỉ biết đến Việt Nam bởi chiến tranh. Thế giới đã biết đến Việt Nam năng động, giàu bản sắc, yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng hành động vì hòa bình. Trách nhiệm của mỗi người Việt Nam hôm nay là phải nhận thức, gìn giữ và phát huy vị thế đó.